Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ tại huyện Côn Đảo. Theo đánh giá của huyện Côn Đảo, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo 96 năm của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên của các sở ngành liên quan, sự quan tâm phối hợp của các ban ngành có liên quan. Các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ tại huyện Côn Đảo đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người có công với đất nước. Tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức, Ủy ban nhân dân huyện cũng nhìn nhận những mặt làm được, những hạn chế cần khắc phục để những sự kiện sắp tới sẽ được tổ chức thành công hơn. Dịp này Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng cho 20 tập thể có thành tích trong việc phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.